Xin chào tất cả các bạn. Lần trước tôi đã giới thiệu với các bạn về đầu Victor GVC, model là HRD725. Đây chính là model VS Hi-Fi đầu tiên trên thế giới được ra mắt vào tháng 11 năm 1983. Nhưng thật ra Hi-Fi đã được Sony áp dụng vào Betamax trước đó. Ở thị trường nước ngoài, đầu Beta Hi-Fi đầu tiên được biết đến đó chính là model SL năm 2000, được giới thiệu vào tháng 6 năm 1983 với giá bán là 900 đô la. Tuy nhiên, ở thị trường Nhật thì có một model còn ra đời sớm hơn, đó chính là model SLHF77. Đầu này được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1983 với giá xuất xưởng là 299.000 yên, một giá rất cao so với những model trong cùng thời kỳ. Model SLHF77 là hàng nội địa Nhật, sau đó nó được xuất qua thị trường nước ngoài dưới tên model là SL2007. Vào đầu thập niên 80, những máy Betamax gặp phải một vấn đề rất lớn, đó chính là tốc độ Beta 2 khá chậm, cho nên là đáp ứng tần số âm thanh rất kém, chỉ từ 50Hz đến 8kHz mà thôi. Độ dao động trong âm thanh là 0,2% và độ nén dãy động là chỉ có 45 dB mà thôi. Để khắc phục được những nhược điểm về âm thanh cũng như là đạt được kỳ tích trong công nghệ thì Sony đã áp dụng Hi-Fi vào Betamax. Tuy nhiên, trong cùng năm 1983 thì GVC đã làm theo và cho ra VS Hi-Fi. Kỹ thuật của Beta Hi-Fi khác với lại VS Hi-Fi. Ở VS Hi-Fi thì dùng phương pháp ghép kênh theo độ sâu. VS Hi-Fi dùng một cặp tự riêng biệt dùng để ghi và phát âm thanh Hi-Fi. Dải tần của Hi-Fi thấp hơn video cho nên khi ghi do hiệu ứng về mặt cho nên là tín hiệu Hi-Fi sẽ ăn sâu vào băng, còn tín hiệu video có tần số cao nó chỉ nằm ở mặt ngoài mà thôi. Trong khi đó, Beta Hi-Fi dùng kỹ thuật ghép kênh theo tần số, sử dụng hai cặp sóng mang Hi-Fi giữa dải màu và dải chói. Hai cặp sóng mang này có tần số lần lượt là 1,38m, 1,53m, 1,68m và 1,83m. Tín hiệu Hi-Fi sẽ được trộn chung với tín hiệu FM và sử dụng chung cặp mép từ với lại tín hiệu video. Kỹ thuật Beta Hi-Fi giúp cải thiện chất lượng âm thanh gần được như CD. Trong đó, tần số đáp ứng của âm thanh là từ 20Hz cho đến 20kHz, độ nén dãy rộng là trên 80 dB và độ dao động trong âm thanh là dưới 0,005%. Do Beta Hi-Fi ghi âm thanh bằng mép từ video cho nên là tiếng Hi-Fi nghe rất tốt, rất sạch và không có hiện tượng là tracking giữa hình và tiếng giống như là VS. Hơn nữa, băng ghi ở máy này có thể phát ổn định trên máy khác. Tuy nhiên, do âm thanh Hi-Fi sử dụng chung mép từ với tín hiệu video cho nên là dải video sẽ bị giảm đi một chút, khiến cho băng được ghi ở máy Beta Hi-Fi khi mang sang máy Beta thông thường phát lại thì chất lượng hình ảnh sẽ bị suy giảm. Để khắc phục tình trạng này thì Sony đã nâng dải tần số sóng mang FM từ 3,6m lên 4m. Trong clip này xin phép và không đề cập sâu về kỹ thuật. SLHF77 đó chính là model Beta Hi-Fi đầu tiên trên thị trường Nhật Bản, được tung ra vào tháng 4 năm 1983 với giá xuất xưởng khá cao, 299.000 yên. Do giá thành khá cao cho nên là ngay sau đó, Sony đã tung ra một model khác rẻ hơn, đó chính là SLHF66. Model này chỉ có 249.000 yên mà thôi, rẻ hơn 50.000 yên so với lại model SLHF77. SLHF77 này có hai màu, đó chính là màu bạc và màu đen. Cả hai máy này đều được thiết kế với mặt nhôm, nhìn rất sang trọng, rất cổ điển. Do là model Beta Hi-Fi đời đầu cho nên là máy này được đầu tư khá nhiều về công nghệ. Ở các máy Beta Hi-Fi đời đầu thì logo Beta Hi-Fi được thể hiện khá rõ. Do là model đời cũ cho nên là phần tuner chọn kênh sẽ được đặt ở mặt trên của máy. Đây chính là cửa nạp băng của máy. Và đây chính là các nút dùng để vận hành băng cơ bản. Các phím này đều được thiết kế với dạng là mặt nhôm mỏng nhìn rất sang trọng. Đặc biệt model SLHF77 này có chế độ phát kỹ xảo, có thể là tua tiến hoặc là tua lùi có hình. Ngoài ra còn có chức năng tạm dừng, đóng cứng hình ảnh. Ở chế độ sạc này có thể cung cấp tốc độ là 1 phần 10x, 1 phần 5x, 1x và 2x. Máy này có thể phát được tốc độ beta 1, ghi và phát được tốc độ beta 2 và beta 3. Đây chính là khu vực đồng hồ hiển thị thời gian counter và timer, sáng rất đẹp. Và đây chính là hai đèn VU dùng để chỉ thị mức âm lượng. Ở đây sử dụng hai kênh. Thiết kế dạng đèn LED, mỗi kênh này sẽ có 16 đèn LED. Đây chính là khu vực cài đặt timer rồi RAM. Đây chính là khu vực dùng để thiết lập chế độ âm thanh khi ghi. Chúng ta có thể là ghi Beta Hi-Fi hoặc là off.
Ngoài ra chúng ta có thể chọn là ghi normal, ghi kênh trái hoặc ghi kênh phải hoặc ghi stereo. Đây chính là phần audio output. Chúng ta có thể nghe là beta hi-fi hoặc là normal. Ngoài ra có thể nghe là âm thanh kênh trái, kênh phải hoặc là stereo. Ở đây có hai biến trở để chỉnh tracking kênh. Một là dành cho chế độ playback và một là dành cho chế độ slow motion. Đây chính là jack cắm camera và jack cắm micro dùng để lồng tiếng. Đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ ghi, chúng ta có thể ghi beta 2 hoặc beta 3. Đây chính là công tắc dùng để chọn ngõ vào, chúng ta có thể chọn là line in, camera hoặc là tuner. Khi chúng ta chọn tuner thì là dàn kênh này sẽ sáng lên và chúng ta có thể chọn từng kênh mong muốn. Ở đây chúng ta có thể chọn được 12 kênh. Đèn hiển thị kênh của từng kênh này được sử dụng đèn neon rất cổ điển. Model SLHF77 được thiết kế rất đẹp và rất cổ điển. Đây chính là toàn bộ nội thất bên trong của máy. Trong cùng thời kỳ sản xuất nhưng máy SLHF77 có nhiều tính năng nhưng mà được thiết kế nhỏ gọn cho nên là mật độ linh kiện trong máy rất dày đặc. Phần bên trái này đó chính là phần dàn cơ, bên phải này đó chính là khối mạch xử lý chức năng và đây chính là bộ nguồn. Máy này sử dụng nguồn xung với công suất lớn. Tấm mạch nhỏ phía trên này đó chính là tấm mạch dùng để điều khiển dàn cơ, điều khiển các motor và các trợ len. Đây chính là phần dàn cơ đặc trưng của máy Betamax. SLHF77 là một trong những model ứng dụng loại dàn cơ đời mới. Trước kia thì những máy Betamax thường thiết kế với kích thước khá là to và dàn cơ cồng kềnh. Đến đầu thập niên 80 thì Sony đã thay đổi thiết kế và cho ra một loại dàn cơ mới. Loại dàn cơ này có đường dẫn băng khác với lại đường dẫn băng của những loại dàn cơ trước, cho nên là loại dàn cơ đời mới này sẽ có kích thước nhỏ gọn hơn rất nhiều. Đặc biệt dàn cơ của máy SLHF77 này là loại dàn cơ được sử dụng động cơ ăn khớp trực tiếp. Loại dàn cơ này có đặc tính là nhỏ gọn, bền và chạy rất chính xác. Mẫu dàn cơ này được áp dụng đầu tiên ở máy bọt xe bồ Betamax SLF1. Đây chính là phần trống tự đặc trưng của máy Betamax. Beta Hi-Fi sử dụng kỹ thuật ghi âm thanh Hi-Fi chung với lại video, cho nên chúng ta sẽ không thấy 2 mét từ âm thanh Hi-Fi giống như là VHS. Đây chính là phần hoạt băng của máy. Ở máy SLF1 dạng bể chuột thì không có hộp băng này, còn đây chính là hộp băng dạng forloading. Đây chính là motor forloading dùng để đẩy kéo băng ra vào và đây chính là hệ thống các bánh răng của hộp băng. Loại dàn cơ này hay có một bệnh đó chính là bị vỡ cái bánh răng ở đây. Loại dàn cơ này chúng ta sẽ thấy là nó có hai phiên bản. Cũng là máy SLHF77, tuy nhiên thì ở đây tôi có một model cũ và model cũ này sử dụng bánh răng nhỏ đi bằng nhựa và bánh răng nhỏ này rất dễ bị vỡ khiến cho hộp băng này chạy không được. Chính vì vậy cho nên là ở những lô hàng sau thì Sony đã cải tiến và sử dụng bánh răng một kim loại như vậy, sử dụng rất bền. Ngoài ra thì ở những lô máy đời đầu thì chưa có cải tiến, ở đây vẫn sử dụng cái upper room là dạng đời cũ này, cái loại này rất dễ bị mòn. Và cái bully này rất dễ bị vỡ bánh răng. Đến khi sản xuất những lô máy lúc sau thì Sony đã thay thế phần trên của đóng từ này bằng một loại vật liệu khác chống mài mòn, cũng như là sử dụng cái pulley này chắc hơn, không bị vỡ bánh răng. Từ đó chúng ta có thể thấy là Sony rất chăm chút cho các sản phẩm của họ. Họ liên tục cập nhật những lỗi của những máy cũ và cải tiến lên. Đây chính là phần đầu từ AC. Và đầu từ AC ở đây sử dụng loại to giúp cải thiện chất lượng của âm thanh normal. Ở dưới đây chính là hai đuôi cuốn băng. Và ở đây sử dụng động cơ ăn khớp trực tiếp. Đây chính là bộ motor reel của máy. Mỗi reel này sẽ được dẫn động bằng một động cơ không chổi than. Động cơ này dùng rất bền cho mô men mạnh. Những máy sau này thì không dùng động cơ này mà sử dụng một động cơ nhỏ
hoặc là dây Cobra chạy rất yếu. Đây chính là cụm motor locking của máy. Cụm này dùng để điều khiển hai vòng locking giúp dàn băng qua trống từ. Đây chính là cụm motor locking và hộp số dùng để ăn khớp với lại hai vòng locking. Thiết kế này chạy rất bền. Tuy nhiên đến thời của máy SLHF66 thì họ chuyển sang dùng loại này. Loại này chạy rất là kém, rất dễ bị hỏng. Tấm mặt bên phải phía trên này đó chính là mạch timer và tuner RF. Trên tấm mặt này có rất nhiều linh kiện và cấu trúc phức tạp. Khi mua máy này về thì tôi cũng đã sửa chữa một số chỗ trên mặt này. Tấm mạch dưới đây đó chính là mạch sạc vô, bao gồm là rum sạc vô và cáp tăng sạc vô. Máy này rất nhỏ nhưng mà chúng ta thấy là mạch rất nhiều ha. Mạch này sẽ điều khiển về phần sạc vô cho phần trống từ, phần cáp tăng và cả phần động hai động cơ riêu. Mạch này có cấu trúc cũng rất phức tạp, sử dụng mạch hai lớp. Vào đầu thập niên 80 thì những máy nào mà sử dụng mạch hai lớp là những máy cũng khá đắt tiền. Tuy máy này có chiều cao thấp và kích thước nhỏ nhưng mà mạch rất nhiều. Chỉ trong vòng mà không gian nhỏ bé như vậy thôi mà có đến 4 tấm mạch. Đây chính là phía dưới của máy, ở đây sẽ có hai tấm mạch rất to. Tấm mạch phía bên trái này đó chính là mạch xử lý màu và video out. Trên mặt này có rất nhiều IC và toàn bộ IC trên đây đều là của hãng Sony sản xuất, bao gồm những IC dạng hybrid và IC dạng đóng vỏ rất nhiều. Cấu trúc của mặt này rất phức tạp. Thường những tấm mạch xử lý đời cổ như vậy thuần analog, chúng ta thấy là trên đây có rất nhiều những biến trở để tinh chỉnh tín hiệu. Dưới đây còn có thêm một tấm mạch to nữa, đây chính là mạch dùng để xử lý beta hi-fi. Đây có thể nói là tinh hoa của máy SLHF77 này. Nhìn vào các cấu trúc linh kiện như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Sony đã đầu tư khá nhiều cho các sản phẩm Betamax. Với cương vị của một người sửa máy thì khi tiếp cận với Betamax, tôi thấy rằng Sony đã rất chăm chút trong từng sản phẩm của họ. Tấm mạch bên phải này đó chính là mạch dùng để xử lý audio. Mạch xử lý audio này chúng ta thấy cấu trúc của nó rất giống với lại mạch của các đầu cam cassette. Trên đây sẽ có mạch khuếch đại đầu từ, phát và ghi, rồi mạch xóa băng, mạch bias vân vân. Và ở đây là xử lý tín hiệu stereo, giống hoàn toàn với lại cách xử lý của các đầu cam cassette. Tuy phần mạch audio normal này chỉ là một phần phụ trong máy, tuy nhiên Sony cũng đầu tư khá kỹ lưỡng. Mạch trong máy rất nhiều, ở đây còn có thêm mạch sub sạc vô và sub beta hi-fi. Và đây chính là khung dưới của máy. Ở đây là bị che bởi một cái tấm này rất khó lấy ra, nên chúng ta sẽ không thể thấy được phía dưới của dàn cơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Vừa cho băng vào thì hi-fi lên và phần hi-fi nghe rất tốt. Chúng ta thấy rằng hình ảnh của Betamax rất đẹp.
Đặc biệt máy này có tính năng sạc ha. Bây giờ chúng ta sẽ thử chức năng này. Khi tôi vừa bấm chức năng này, chúng ta thấy là hình ảnh nó hoàn toàn đứng yên. Bây giờ tôi sẽ kích hoạt chức năng step nè. Chúng ta sẽ đi từng frame hình. Đây chính là chạy tốc độ 1/10x. Đây tức là 1/5. Đây chính là 1x. Và đây chính là 2x. Và đây chính là theo chiều ngược. Ở chế độ tour này thì chúng ta thấy hình ảnh cũng khá là tốt ha. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play trở lại. Hình ảnh và âm thanh của máy này quá tuyệt vời. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về đầu Betamax Hi-Fi, đó chính là model SNL-HF77. Đây chính là model Beta Hi-Fi đầu tiên trên thị trường Nhật Bản. Đầu này được tung ra vào tháng 4 năm 1983. Máy này có thiết kế khá vintage. Vào thời điểm của máy này thì đây chính là một đột phá về công nghệ. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm một vài model Hi-Fi đời đầu của những hãng khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.